phát sau còn có tên gọi là thành phố Ba Sông. Bởi vì có sông Inn chảy vào từ phía nam và sông Ít đổ vào sau khi ra khỏi rừng Bay Giàn về phía bắc. Phát sau là một thành phố trong bang Bay Giàn nước Đức. Thành phố có diện tích 69,58 km2, dân số là 50.507 người, trong đó khoảng 10.000 là sinh viên tại Đại học Phát sau địa phương. You've been hit by, you've been struck by a smooth criminal.